Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Bây giờ tôi muốn vào bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc thánh. Nhưng mà trước khi dự tiệc thánh, chúng ta sẽ cùng nhau nghe một cái chủ đề mà nó có liên quan rất chặt với tiệc thánh. Nếu như bạn không biết ý nghĩa của tiệc thánh, thì bài giảng ngày hôm nay nó rất là khó hiểu. Ai đã từng trong cuộc đời có kẻ thù, giơ tay tôi xem. Ai đã từng trong cuộc đời của mình bị bắt bớ, giơ tay tôi xem. Ai đã từng trong cuộc đời của mình bị thương tổn bởi kẻ thù mình làm ra, giơ tay tôi xem. Ai đã từng đặt câu hỏi rằng Chúa ơi, con phải làm gì với kẻ thù của mình? Chả nhẽ lại cứ bên cạnh họ thường xuyên bị thương tổn, rồi lại đợi thời gian để hàn gắn, rồi họ lại làm thương tổn tiếp. Con chả làm được cái gì hết, chỉ để cho họ hành hạ. Con phải làm thế nào bây giờ? Đó chính là điều mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Hãy nhớ Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa của giao ước với Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ không thể yêu kẻ thù của mình được. Bạn không thể cầu nguyện cho kẻ bắt bớ của mình được. Hãy nhớ giao ước là gì? Giao ước là cái gì của cô là của tôi, cái gì của tôi là của cô. Khi chúng ta ở trong giao ước với Đức Chúa Trời, thì chúng ta nói với Ngài rằng Chúa ơi, quyền năng của Ngài là của con, kẻ thù của con là kẻ thù của Ngài. Vừa rồi vào toilet tôi có nói chuyện với một người, tôi bảo con có kẻ thù không? Cậu nói rằng con cũng chả để ý tới họ, thành ra con không biết là có hay không. Tôi mới nói rằng cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta cần phải định nghĩa kẻ thù là thế nào. Nếu ai đó định nghĩa kẻ thù là chồng của tôi, hoặc là định nghĩa rằng kẻ thù là vợ của tôi, thì nguy hiểm rồi đấy. Không, kẻ thù là thế nào? Kẻ thù là tất cả những kẻ mà chống lại bạn bằng lời nói, bằng hành động. Kẻ thù là tất cả những người mà có mưu toan làm hại bạn. Kẻ thù là tất cả những người mà muốn dày đạp bạn càng ngày càng tồi hơn cho tới khi lúc chết. Cái đó là kẻ thù. Và chúng ta cùng nhau nghe bài giảng ngày hôm nay. Mở đâu? Câu Kinh Thánh Ê-phê-sô. Làm sao để mà có thể chiến thắng yêu kẻ thù? Tôi phải theo ái, tiếp tục theo cái kẻ thù ở bên cạnh kẻ thù của mình, để họ tiếp tục làm thương tổn và tôi học cách tha thứ sao? Hay là tôi chạy theo Chúa và sự kêu gọi của Ngài điều quan trọng hơn? Câu Kinh Thánh Ê-phê-sô, Phao-lô có nói: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Ai đã có một lần miệng mình nói ra lời dữ, giơ tay tôi xem nào. Nhiều lắm. Rất là chân thành. Cái vấn đề chỗ là chân thành là một chuyện, nhưng chúng ta thắng nó thế nào mới là chuyện tiếp theo. Không có. Để quên ở nhà rồi. Ok. Dạ, lời Chúa nói rằng chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Wow, câu này rất là hay. Thanh thiếu niên hỏi tôi, có phải lúc nào mình cũng nói ra sự thật không? Tôi nói với họ rằng, các con ạ, Phao-lô dạy chúng ta một nguyên tắc: mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng không phải sự nào cũng có ích. Mọi sự tôi đều được phép làm, nhưng không phải việc gì cũng mang tới gương tốt và gây dựng được người khác. Cho nên trước khi nói ra miệng, thì lời Chúa dạy rằng khi đáng nói nhé, hãy nói một vài lời lành giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe. Chứ không phải là cái miệng của mình là miệng cống. Mọi người biết miệng cống không? Miệng cống khí đầy nó phun ra. Và khi thánh chép rằng sách Ma-thi-ơ, bài giảng trên núi, Ngài cho các dân sự ngồi, xong Ngài ngồi xuống, và kinh thánh chép rằng Ngài mở miệng. Hãy nhắc lại thật to cùng tôi: mở miệng. Có nghĩa là đóng miệng và mở miệng đúng lúc đấy, chứ không phải là Ngài ngồi xuống và ầm ầm cống nó ra. Không phải. Bạn có thể kiểm soát được miệng lưỡi của mình, bạn có thể đóng, bạn có thể mở được miệng của mình. Và kinh thánh chép rằng khi mà đáng nói, có nghĩa là bạn suy xét trước khi bạn nói.
Cái điều gì đáng nói chúng ta lúc đó mới mở miệng ra để mang ích lợi và giúp ơn cho kẻ khác. Amen những người làm vợ. Amen những người làm chồng. Điều quan trọng không phải là chỉ giúp cho họ nhá. Điều quan trọng là anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói điều ác cho người khác, không phải người ta có hại nhá, mà chúng ta bị hại trước. Chúng ta bị hại trước. Nào, giơ bàn tay của bạn lên như vậy, tay phải. Thò tay xuống dưới chân. Giống như mình là nắm một cái gì đó nhá. Nắm tay vào này. Và mình giơ lên. Đầu tiên đây là phân. Thối không? Thối lắm. Bạn chưa cần ném trúng kẻ thù, nhưng tay của bạn đã thối trước rồi. Bởi vậy cho nên đừng có nhặt phân ném người khác. Và Kinh Thánh chép rằng cái việc mà chúng ta nói lời dữ là chính chúng ta đang làm buồn Đức Thánh Linh, hại chúng ta trước tiên. Amen. Thành ra hãy cẩn thận. Hôm trước tôi đã nói rồi, sự tha thứ cho kẻ làm thương tổn mình nó là cái gì? Sự tha thứ không có nghĩa là kẻ thù của bạn xứng đáng với sự tha thứ của bạn, mà sự tha thứ bởi vì bạn xứng đáng được sống trong sự bình an và vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Lắng nghe nhé. Cái gì đấy? Cái này của ai? Của Việt hay là của mục sư? Mục sư dùng xong mục sư mang về luôn đúng không? Ok. Vỗ tay cho Quỳnh này. Dường như về kỹ thuật, về thiếu gì trong tổ chức hội thánh, về trật tự cứ ới Quỳnh là nó ra vấn đề. Xin Chúa cho có một ông chồng thật là đặc biệt. Ok. Nào chúng ta cùng nhau xem tiếp. Ghi vào vở của bạn, tha thứ không có nghĩa là kẻ thù của bạn xứng đáng, mà bởi vì bạn xứng đáng được sống trong bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Cho nên đừng nói lời dữ, hãy nói những lời lành, bởi vì chính điều đó có lợi cho bạn. Vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Xin chào những người đang xem online, đang thờ phượng Chúa và nghe lời giảng cùng với chúng tôi. Mọi người nghe rõ rồi đúng không? Và hãy nhớ cảm ơn cô Quỳnh là người đã lo cho cái âm thanh này tốt. Đi tiếp nào. Tiếp theo điều thứ hai, điều thứ ba là phải bỏ khỏi anh em. Nó không tự rời khỏi đâu anh chị em ơi. Chúng ta phải quyết định bỏ khỏi mỗi chúng ta sự cay đắng, sự buồn giận, sự tức mình, sự kêu rên, sự mắng nhiếc. Cái này không cần giải thích vì chúng ta quá rõ rồi. Ai không hiểu được từ cay đắng giơ tay tôi xem. Ai không hiểu từ buồn giận giơ tay tôi xem. Ai không hiểu sự tức mình giơ tay tôi xem. Ai không hiểu kêu rên và mắng nhiếc. Cái này là năm cái trụ cột mà tính cách chúng ta thường xuyên từ nhỏ, 3 tuổi, 2 tuổi mình đã thực tập cái này từ nhỏ rồi. Và bây giờ Chúa nói rằng những cái thói quen cũ của trẻ con đó chúng ta cần phải loại bỏ. Người trưởng thành là người biết giải quyết cay đắng. Người thành niên biết giải quyết buồn giận vì mình còn nhiều việc khác để làm, chứ không mất công đi buồn giận những kẻ thù của mình mãi sao. Người trưởng thành không bị tức mình nữa. Cái này không phải là tức người khác mà là tức mình. Tại sao mà kẻ thù nó tấn công mình là tức mình? Thành ra phải làm sao cho nó tức chứ, bây giờ mình là tức mình. Tự làm khổ bản thân. Tức mình có nghĩa là tự làm khổ bản thân. Rồi kêu rên, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy nhắc lại cùng tôi từ mắng nhiếc. Kêu rên. Hại lắm. Một người đàn ông lái xe là nghề này. Một người đàn ông lái xe, một người đi xe ô tô của Đức tạt qua mùi của anh ta. Xe của Đức đó đã chạy mất rồi, nhưng anh ta chửi suốt dọc đường cái người đó. Lắng nghe này. Tôi không hề nói rằng anh ta tồi, mà tôi đang nói rằng anh ta đang gieo cho mấy đứa con ngồi sau xe một điều tồi kinh hoàng. Điều tồi gì? Mấy đứa con đó nói rằng, nó nghĩ rằng với bố của mình, bất cứ một điều gì sai là thằng nó là thằng tồi. Cho nên bắt đầu từ bây giờ mình phải giấu hết tất cả những cái sai của mình, sống đạo đức giả. Và nó trở thành nếp sống của nó sau này với vợ và với con của nó. Mọi người hiểu tôi đang nói không ạ? Bởi vậy cho nên đừng có kêu rên mắng nhiếc và nhục mạ người khác. Bởi vì bạn không làm hại cái kẻ vô tình làm thương tổn bạn, mà đang làm hại những kẻ mà nghe từ miệng bạn những lời kêu rên mắng như cay đắng buồn giận tức mình. Bởi vì bạn đang sỉ nhục người khác, bạn hạ thấp giá trị của người khác. Cho nên những đứa con của bạn nó rất sợ làm sai trước mặt bạn, và nó trở thành một diễn viên đạo đức giả trước mặt của bạn, không sống thật nữa. Bạn đang làm hỏng thế hệ và dòng dõi của bạn. Tiếp theo, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau, đây là quyết định đấy. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Vậy
hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Tiếp theo câu ạ. Tiếp theo đoạn 5. Vậy anh em, hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bắt chước Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Nào chúng ta cùng nhau đi tiếp. Đây là điều Phao-lô đã dạy. Và bây giờ chúng ta cùng nhau nghe xem Chúa Giê-xu dạy chúng ta điều gì. Sách Ma-thơ đoạn 5. Anh chị em có mệt không? Hôm nay trời hơi oi oi một chút đấy. Tôi giảng chân tay cựa quậy một hồi mà thấy người đã dinh dích rồi. Nào, chúng ta cùng nhau xem sách Matthew. Oh, đây là một đoạn kinh thánh, đây là câu kinh thánh rất là kỳ lạ. Tôi nhớ lại cái ngày mà mẹ nuôi của tôi tặng tôi quyển thánh kinh Tân Ước bằng tiếng Nga, viết mấy dòng chữ rất là thân yêu. Đó là năm 1990. Tôi về nhà mang quyển đó về nhà bìa đen, có da bìa đen. Tôi về đến trường mỏ và một cái ngày đó đang buồn, tôi mới dở thánh kinh đại ra để xem. Và tôi dở đúng câu này. Tôi chả hiểu vì sao lại dở đúng câu này. Tôi đọc, các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Bắt đầu tôi đã thấy hơi dở rồi. Bởi vì kẻ nào mà muốn lấy răng của tôi đó, tôi phải lấy răng của nó trước. Chứ bây giờ đợi cho nó đánh mất răng của mình, sau lại bắt đền răng thì đã chậm rồi. Và tôi đọc tiếp câu nữa, tôi cố đọc câu sau nói rằng xong, ta bảo các ngươi, Chúa Giê-xu dạy đấy. Xong, ta bảo các ngươi đừng chống cự lại kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa má bên trái cho họ tát luôn. Tôi chịu không được. Tôi bảo đây không phải triết lý của tôi, đây là triết lý của kẻ yếu. Tôi cầm quyển thánh kinh đó ném xuống gầm giường, vèo xuống dưới gầm giường của tôi. Mặc dù giường của tôi chỉ có rộng 1 mét thôi, nhưng nó nằm ở trong đó đầy bụi và mùi hôi thối với tất của tôi vứt ở trong đó. Mất 1.5 năm nó nằm ở trong đó. Cuộc đời của tôi 1.5 năm đó cũng đầy bụi như quyển thánh kinh tôi ném xuống dưới gầm giường, cũng đầy mùi hôi thối như nó đã bị tôi giày đạp. Tôi không hiểu được ý nghĩa của câu thánh kinh đó. Thế ra ngày hôm nay tôi kêu gọi bạn, hãy từ từ, hãy lắng nghe, hãy nghe sự giải thích của lời Chúa. Đừng vội vàng phán xét và định kiến lời Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta điều gì ở đây? Hay lắm anh chị em ơi. Đừng chống cự lại kẻ dữ. Hãy nhắc lại cùng tôi, đừng chống cự lại kẻ dữ. Bởi vì bạn cãi nhau với kẻ điên, người ta cho bạn là điên. Bạn cãi nhau với kẻ thần kinh, người ta cho bạn bị thần kinh. Bạn cãi nhau với kẻ say rượu, người ta cho bạn là kẻ say rượu. Bạn chống cự lại kẻ dữ thì khác gì kẻ dữ. Có một con rắn nhỏ đói bụng buổi tối, nó chui vào một cái xưởng mộc để nó xem ăn trộm được cái gì ở trong đó. Con rắn bò vào xưởng mộc, ngửi thấy mùi gỗ mốc, nó tưởng rằng có đồ ăn ở trong xưởng mộc này. Trời tối, mặc dù nó dò dẫm cẩn thận lắm, nhưng cuối cùng nó trườn qua một cái cưa, và lưỡi cưa đó đã xé rách thịt của nó. Nó tưởng rằng cái thằng cưa này định làm hại nó, kẻ dữ. Rắn quay trở lại, với hết sức của mình lao thẳng miệng vào, cắn cái lưỡi cưa cho mày chết. Nó thấy máu chảy ra từ miệng của nó tưởng rằng cưa bị chảy máu. Nó quyết định lấy thân của nó quấn tròn cái cưa đó và ghi thật chặt cho mày chết. Đáng đời mày cưa. Nó thấy máu chảy ra ấm ấm, nó biết rằng cưa đã chảy máu rồi. Cho mày chết hơn nữa này, tao sẽ vặn mình quấn thật chặt để cho mày đứt ra từng khúc. Nhưng sau đó, chỉ trong một vài phút sau, nó chết. Bởi vì thân thể của rắn đã bị đứt ra từng khúc rồi. Nó đâu có biết rằng sự chống cự lại cái cưa với sự ngu dốt đó đã giết chết con rắn đó. Thế ra lời Chúa dạy đừng chống cự lại kẻ dữ không phải là dành cho kẻ yếu. Đây là một lời cực kỳ khôn ngoan. Không phải Chúa nói rằng hãy thua kẻ dữ, mà Ngài nói rằng đừng chống cự lại kẻ dữ. Mà cần phải đánh kẻ dữ và thắng kiểu gì mới là quan trọng. Chứ đừng để chết bị đứt từng khúc như con rắn ngu dại đó. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cùng học sự khôn ngoan ở đây. Lời Chúa trích ra mắt đền mắt, răng đền răng. Nó được nhắc lại 3 lần trong Cựu Ước. Đây là một cái luật mà đã có từ trước Chúa 2000 năm. Thời Babylon cổ, mắt bị mất, người mà cướp mắt của người khác phải đền. Răng đền lại răng. Vì sao lại có bộ luật này? Bộ luật này sau này đạo Phật gọi là luật nhân quả hay là quả báo. Tại sao có luật này? Người ta nghe chừng tưởng rằng đây là bộ luật kêu gọi trả máu, nhưng không phải. Các bộ lạc ngày xưa khi một người trong bộ lạc bị giết chết,
lập tức cả bộ lạc kéo nhau đến bộ lạc kia hủy phá và chém giết. Cho nên Đức Chúa Trời đã đưa ra bộ luật này, mắt đền mắt, răng đền răng, để nói với mỗi chúng ta một điều rằng đừng có tự báo thù. Và điều mà ngươi đòi báo thù không thể quá điều ngươi bị gây thiệt hại. Có nhiều những cái vì tức mà bạn đã phạm luật lớn hơn. Người ta chỉ làm thiệt của bạn có 5 euro, bạn cay cú và cuối cùng đốt cháy nhà của họ. Chỉ vì 50cm đất mà người anh trai mang dao đâm chết 4 người em của mình, và cháu có đứa chỉ có hơn 1 tuổi. Giận mất khôn, tức lộn tiết, đã làm cho sự báo thù đó không còn mắt đền mắt nữa và răng đền răng. Luật này cựu ước đưa ra để nói với hết thảy những người bị hại rằng cần phải bình tĩnh, phải có một quan tòa để nghiên cứu điều mà người bị thiệt hại. Đừng có tự báo thù mà lại gây thù oán. Mọi người biết Nguyễn Ánh không? Nguyễn Ánh thù vua Quang Trung. Đến khi lên ngôi, ông quyết định lật mồ mả của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lên, lấy xương của hai con người đó ngâm trong nước tiểu, rồi nghiền nát ra trộn với thuốc súng để bắn. Lấy hai cái đầu lâu của Quang Trung và Nguyễn Nhạc cho vào hũ, niêm phong đưa vào ngục tối. Thỉnh thoảng đến ngày lễ, vua Nguyễn Ánh lại vào trong ngục tối mở ra xem để cho nó hả giận. Ai giận? Người chết rồi biết gì. Cái khổ là khổ cái dòng họ Nguyễn Ánh này này. Thù hận làm cho mình tức mình. Chứ cái kẻ chết rồi không tức mà mình tức. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói đừng chống dự lại kẻ giữ. Răng đền răng, mắt đền mắt. Làm sao biết được? Tôi làm cho chị Bình mất một cái răng, mà bây giờ chị Bình đòi cái răng của tôi, trong khi răng của chị Bình là răng sâu, răng giả. Răng tôi là răng thật. Thành ra cần phải có một ông quan án, họ xét lại cái răng của chị Bình. Đó là cái xét mà ngày xưa người ta mua bán lô lệ. Họ xét từng chân tay, từng cái tài năng của người lô lệ đó xem giá bao nhiêu. Bởi vậy cho nên luật mắt đền mắt, răng đền răng là luật của sự thương xót, chứ không phải khát máu đòi báo thù. Nhưng Chúa Giêsu tới, Ngài đưa ra một luật cao hơn, luật ân điển. Luật này là khi ai tát má phải. Nào chị đứng dậy nào. Người chị em đứng dậy. Má phải của chị nằm ở đây. Mà sự thật nhé, vừa rồi Washington DC người ta hỏi tôi rằng: mục sư ơi, thế đã lần nào mục sư bị tát má phải chưa? Tôi nói rằng trên thực tế đó thì chắc là không ai tát má phải tôi được, và tôi không bị tát. Bởi vì nhìn cái đầu chọc của tôi là người ta đã sợ từ xa rồi. Như vậy có nghĩa là khi tát má phải, nó không đánh mất cái giá trị về vật chất. Thực ra tát má phải này, má của chị không đau. Tát mạnh như vậy nè, xin lỗi, nó nhẹ nhàng thôi. Tát mạnh như vậy nè, má nó mới sưng. Còn tát má phải này, nó mất sức rồi. Nó phật tay như vậy nè. Để tôi tát má phải của người chị em đây đó, thì cái má phải của chị nằm đây này, chứ không phải nằm đây. Thường chúng ta tức lên, đâu có suy nghĩ đâu, là tát thẳng luôn. Là tát má trái của người chị em. Còn tát má phải của người chị em đó là tôi phải dùng mu bàn tay phẩy như vậy này. Thường cái này đâu có đau, má đâu có đau. Bởi vì Phật như vậy còn đau gì nữa. Nhưng mà đau ở chỗ khác. Cái đau đó là đau ở lòng này này mà chị ngồi. Đau ở lòng. Đau ở lòng khi tôi tát như vậy má chị Hương không sưng. Nhưng mà lòng của chị sưng. Tim của chị đau. Và cái đó mới là cái nguy hiểm. Điều Chúa nói ở đây không phải thiệt hại về vật chất. Bạn không thể đo được mất răng hay là mất mắt. Mà đây Chúa nói rằng nếu ai sỉ nhục ngươi, nếu ai khinh bỉ ngươi, nếu ai vu khống ngươi, nếu ai nhếch mép với ngươi, nếu ai cười mỉa ngươi, mọi người biết không, chỉ có ngồi ăn bát phở thôi, một cái người mắt lác thế này thôi, mà cái thằng kia đó kéo cả bộ đàn đến, nó diệt bởi vì mày nhìn đẻo. Mắt tao lác rồi mày bảo tao là nhìn đẻo. Thật ra là chỉ có những cái hành động nhỏ nhỏ như vậy thôi mà làm cho người khác họ bị sỉ nhục. Bởi vậy cho nên Chúa nói rằng khi các con bị sỉ nhục, hòng tác đuổi ruồi này, kỳ thị này, phải chay hội Việt Nam, hội Việt Nam lại hội virus Vũ Hán, ở lại hội Trung Quốc, và phải chay như vậy đứng ra khỏi chúng ta những 10 mét. Thậm chí khi mình bước vào tàu điện, lập tức là cả một đoàn nó rút ra khỏi tàu điện để cho chúng nó tự đi. Thậm chí có một số những thanh thiếu niên, không phải hội thánh mình đâu,
ở nơi khác, bắt đầu họ vượt vào vào xe điện cái để cho xe điện này chỉ có chúng anh, bắt đầu họ một hồi là tất cả người Đức họ rời khỏi toa điện để nhường cho cái hội đó. Mình không nên đùa như vậy, nhưng mà tôi muốn nói như vậy để cho mình biết rằng tát bá phải đó chính là sự thái độ coi thường, sỉ nhục người khác. Và Chúa nói đừng chống cự lại kẻ dữ, bạn hãy nhường lại để cho Đức Chúa Trời ngài xử lý. Amen. Đi tiếp câu thánh kinh tiếp theo, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 43-45. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch của mình. Đây là cựu ước. Song ta nói với các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Hãy nhắc lại cùng tôi từ yêu kẻ thù. Tiếng Hy Lạp, lắng nghe, tôi chuẩn bị kết thúc bài giảng rồi. Một chút nữa chịu nóng, nhưng mà nó sẽ giải phóng chúng ta nhiều lắm. Yêu, tiếng Hy Lạp có bốn cái từ yêu. Và hãy để ý, Chúa dùng từ yêu ở đây đó, không phải dành cho bốn cái từ đó. Yêu thứ nhất là yêu ruột thịt, tình ruột thịt, cha mẹ với con cái, anh chị em ruột thịt với nhau, đó là tình thứ nhất. Tình thứ hai là tình yêu giữa vợ chồng, một thịt đấy, là hai người vợ và chồng yêu nhau. Loại tình yêu thứ ba là tình yêu bạn hữu, cho và nhận. Còn loại tình yêu thứ tư là loại mà Chúa nói ở đây này, đó là tình yêu agape, tình yêu mặc dầu, tình yêu không đòi hỏi người kia xứng đáng hay không. Tình yêu đó là tình yêu mà bạn yêu bởi Đức Chúa Trời yêu mặc dầu. Tình yêu này đòi hỏi sự quyết định. Còn ba cái loại tình yêu trên, nó là tự nhiên có. Bạn đẻ ra từ bố mẹ chăm sóc, bạn nhận được tình yêu đó thì bạn có tình yêu đó. Bạn sống với anh em của mình trong một nhà thì bạn có tình yêu đó. Trại thanh niên vừa rồi, 5-6 người trong họ hàng của Quảng Phú rồi Phương tập hợp trong một phòng, nhìn thấy chúng ta yêu nhau là khác hẳn với những hội khác rồi. Nó cũng vác chăn ra ngủ chung với nhau, rồi đi đâu cũng có nhau, rồi thậm chí là tất mùi thối cũng không sao hết. Tình yêu anh em chúng đó đó. Thành ra ở Việt Nam á, người ta, tôi đánh nhau với cái hội mà cấp 1, cấp 2 đó, sợ nhất là đánh nhau với hai anh em. Còn 3-4 đứa mà chúng nó không phải anh em ruột đó, đánh nhau vẫn dễ hơn là đánh nhau với hai anh em ruột. Bởi vì hai anh em ruột đó, nó sẵn sàng chết cho nhau. Còn 4 đứa mà quánh nhau đó, chỉ cần tìm cái thằng to đầu nhất mà giảng cho nó một chỏa, thằng ấy sợ là cả ba đứa kia bỏ chạy. Nhưng mà anh em ruột của nó nhá, đánh thằng Dũng, thằng Dũng gục ngã rồi là thằng Long sẽ nhảy vào, nó đánh cho đến cuối cùng, chết là chết cùng luôn. Thành ra là anh em, tình anh em, họ yêu nhau kiểu khác. Còn tình bạn hữu là người ta cho mình cho người ta. Đó là tình yêu luôn có sự trao đổi, bạn hữu. Còn tình yêu agape, Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù bằng tình yêu đó đấy. Bằng tình yêu mà người đó không hề xứng đáng với bạn đấy, nhưng bạn vẫn quyết định yêu kẻ thù của mình. Ngài không đòi hỏi bạn phải yêu kẻ thù giống như tình yêu vợ chồng. Ngài không đòi hỏi bạn yêu kẻ thù của bạn giống như tình yêu ruột thịt. Ngài không đòi hỏi bạn yêu kẻ thù của mình giống như bạn hữu. Ngài đòi hỏi bạn hãy quyết định yêu họ như ta quyết định yêu các ngươi khi các ngươi vẫn còn là một tội nhân. Đây là tình yêu mà chỉ có những ai ở trong giao ước với Đức Chúa Trời mới có thể lấy từ Ngài tình yêu đó để yêu người khác mà thôi. Tôi nhớ lại cái ngày mà hai người Việt Nam chống đối tôi nói cho Chúa ơi, trong tay con đang cầm một chùm đĩa thế này, con sẽ vào đập vỡ đầu chúng nó, làm chứng mà không tin Chúa Giêsu, con sẽ đập chết chúng nó. Và đúng lúc đó Chúa nói với tôi rằng ngươi không yêu chúng nó. Tôi nhận biết rằng tôi không yêu chúng nó thật, mặc dù làm việc tốt cho chúng nó. Và lúc đó tôi đã hiểu rằng một điều, tôi phải đầu hàng và nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không thể yêu những con người này. Bởi vậy cho nên Chúa ơi, hãy yêu chúng nó qua con. Hãy yêu kẻ thù của mình. Điều tiếp theo, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Nếu như chúng ta không ở trong giao ước đối với đấng đó, thì làm sao mà có thể cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình được? Dựa vào ai để mà cầu nguyện cho kẻ bắt bớ? Phải có một đấng cao trọng hơn quan sát đó. Đừng tự báo thù, đừng chống cự lại kẻ dữ, mà hãy chiến thắng kẻ dữ bởi tình yêu agape và sự cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh chị em. Tiếp theo, câu kinh thánh phía dưới, lời Chúa dạy chúng ta hầu cho các ngươi hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì ngày khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đó, chúng ta hiểu chưa? Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ là cầu nguyện ai? Cầu nguyện đấng mà là đấng quan sát đó đó. Ngài thấy, Ngài nghe, Ngài hiểu mọi sự xảy ra với bạn. Đừng tự xử lý, đừng tự báo thù. Đó là nguyên tắc của David. Tiếp theo,
Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu. Đây là bốn loại tình yêu, ba loại tình yêu trước đó đấy. Những kẻ thâu thuế cũng làm như vậy. Những kẻ ngoại cũng tiếp đón người ta như vậy. Nếu các ngươi chỉ yêu những kẻ yêu mình thì các ngươi khác gì với những người xấu khác. Tiếp theo, câu 48, có không? Thế thì các ngươi hãy đến trọn vẹn như cha các ngươi trên trời là đấng trọn vẹn. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Bài học ngày hôm nay chúng ta được nghe đó là gì? Hãy yêu kẻ thù của mình, mặc dù kể cả họ không xứng đáng, nhưng bạn cần quyết định yêu bởi tình yêu của Ngài. Điều tiếp theo, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Lời Chúa không nói rằng bạn phải ở bên cạnh những kẻ bắt bớ bạn. Bạn phải sống hòa thuận với kẻ thù của bạn. Không, David không làm như vậy. Thế là trước khi kết thúc để vào dự tiệc thánh, tôi muốn chúng ta xem câu chuyện của David một chút. Và câu chuyện này hầu như không cần phải giảng nhiều, mà tôi sẽ đọc cho mọi người câu chuyện Samuel. Đây là lúc, xin lỗi, Samuel 25 mà. Tại sao lại có? Xin lỗi, tôi chép cho nhân vật này bị nhầm rồi. Ok, không cần phải bật lên đâu. David đối diện với Saul, ông cắt một vạt áo. Và yêu kẻ thù không có nghĩa là che giấu cái tội của người đó. David đã nói: cha ơi, tại sao cha đuổi theo tôi làm gì? Tôi có phạm tội với cha đâu. Hãy nhìn vào cái vạt áo tơi của cha bị tôi cắt. Chúa đã dâng mạng sống, đưa mạng sống của cha trước mặt tôi, nhưng tôi không giết cha. Thế mà cha nghe những người khác nói rằng tôi phản bội cha và lật đổ cha. Hãy nhìn vào vạt áo mà xem. Và ông nói tiếp rằng: cha, có một Đức Chúa Trời nhìn thấy hết thảy và Ngài sẽ xét đoán giữa tôi với cha. Bạn ơi, yêu kẻ thù không có nghĩa là im lặng trước điều họ làm sai trái. Bạn cần phải nói cho họ điều sai để họ nếu có ăn năn thì họ sẽ được cứu linh hồn của mình. Còn nếu họ cố tình chạy theo thì nguyện Chúa báo xứng những điều cha làm cho tôi và Ngài giải cứu tôi khỏi việc làm ác của cha. Đó là lời David nói như vậy đấy. Hãy về xem lại. Thành ra bài học của David và bài học mà Chúa Giêsu dạy chúng ta ngày hôm nay: hãy yêu kẻ thù của mình. Amen. Và chính điều đó là điều mà giải phóng bạn khỏi sự tức mình, kêu rên, đau đớn. Tôi muốn mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Hãy nhớ lại câu chuyện con rắn và cái cưa. Chúa dạy chúng ta trong đoạn kinh thánh này không biến chúng ta trở thành a quy của lỗ tấn. Chúng ta không phải tự kỳ ám thị, từ sâu thẳm biết mình thua người đàn áp mình, nhưng tự động nói rằng cho mày thắng, mày đánh tao như con đánh bố. Sâu thẳm lòng a quy biết mình thua, mình kém cỏi, cho nên đó là cái cách để tự bảo vệ bản thân. Chúa không dạy chúng ta trở thành một a quy như vậy, nhưng Ngài dạy chúng ta hãy nắm cái giao ước với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ Chúa Giêsu đã lập một giao ước mới trong huyết của Ngài với Cha, để ngày hôm nay hết thảy mỗi chúng ta khi xưng nhận Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình thì chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta được tái sinh, được gọi Cha, được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta được đặt ở trong Chúa Giêsu, ngồi đồng với Ngài ở trên các nơi trên trời bên phải Đức Chúa Trời Cha. Thật ra nếu bạn đang nghe bài giảng ngày hôm nay, tôi muốn nói với bạn rằng yêu kẻ thù của mình, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, không chống cự lại kẻ giữ. Ai tát má phải được má trái cho họ tát luôn. Đó là một triết lý, lời dạy dành cho những kẻ mạnh. Chúng ta không phải là kẻ mạnh, nhưng mà khi chúng ta bám vào một đấng mạnh, đó là Đức Chúa Trời trong giao ước, thì chúng ta có thể tha thứ, có thể chịu đựng được những điều mà người khác, người ác làm cho mỗi chúng ta. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.